Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã xử phạt 58 trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bến, bãi và 100 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, lực lượng chức năng Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã xử phạt 58 trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bến bãi với tổng số tiền xử phạt gần 50 triệu đồng, đình chỉ 17 lượt phương tiện vi phạm do hết hạn đăng kiểm kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu hồi 4 giấy phép hoạt động bến theo quy định, đình chỉ hoạt động 2 bến do không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, xử phạt với số tiền hơn 700 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu như khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên, phương tiện chở quá vạch mớ nước theo quy định. Vi phạm quy định về thuyền viên, người lái phương tiện và các vi phạm về quy tắc giao thông, tín hiệu của phương tiện.